trân trọng kính chào quý khán thính giả chào mừng quý khán thính giả đến với tin đối chứng theo thông tin mà tin đối chứng có được trong những ngày qua trên mạng xã hội liên tiếp đăng tải và lan truyền các thông tin cho rằng bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến bị miễn nhiệm hay bộ trưởng nguyễn thị kim tiến bị miễn nhiệm để đưa vào lò vậy thực hư sự việc trên là như thế nào kính mời quý vị cùng chúng tôi đối chứng lại sự việc trên bộ trưởng nguyễn thị kim tiến quê quán tại xã cẩm hưng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh và có học vị tiến sĩ y khoa học hàm phó giáo sư bà từng giữ chức viện trưởng viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhận chức vụ bộ trưởng y tế từ ngày mùng 3 tháng 8 năm 2011. Bà Tiến năm nay 60 tuổi, nếu tính theo độ tuổi quy định bà đã công tác quá 5 năm, nhưng giờ mới nghỉ sau hai nhiệm kỳ liên tiếp và qua hai thời kỳ thủ tướng, bà là bộ trưởng duy nhất không phải ủy viên trung ương. Tính đến thời điểm hiện tại tuổi công tác không còn đủ tối thiểu nửa nhiệm kỳ nên không đủ điều kiện quy hoạch nhân sự trung ương cho nhiệm kỳ tới, do đó được chuyển đổi vị trí công tác sang trưởng ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe trung ương là phù hợp với tình hình và phù hợp với chuyên môn. Theo thông tin mà tin đối chứng được biết, sắp tới Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Tin đối chứng xin làm rõ khái niệm miễn nhiệm, miễn nhiệm tức là thôi chức vụ trước khi hết nhiệm kỳ, thường là theo nguyện vọng cá nhân hoặc theo yêu cầu của công tác cán bộ mà không phải là do cá nhân được miễn nhiệm có khuyết điểm hay bị kỷ luật. Chúng ta cần phân biệt khái niệm này với bãi nhiệm. Bãi nhiệm là một hình thức xử lý kỷ luật mang tính cưỡng chế đối với cán bộ, lãnh đạo khi có vi phạm đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn thế nữa, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ trước khi giữ các vị trí quản lý ở Bộ Y tế, bà đã có hơn 20 năm công tác tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, bà được công nhận là một chuyên gia đầu ngành về dịch tễ học và công tác y tế dự phòng. Đây hoàn toàn không phải là những công nhận một cách chung chung theo bằng cấp. Cụ thể, đối với chuyên môn về dịch tễ học, bà được trường Đại học danh giá Oxford của nước Anh phong hàm giáo sư và mời về thỉnh giảng tại trường này vào ngày 17 tháng 10 năm 2013 trên thế giới chỉ có duy nhất 6 người thuộc ngành y tế được phong danh hiệu này, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến. Còn đối với công tác y tế dự phòng, bà được Cộng hòa Pháp trao tặng bắt đầu bội tình, huân chương cao quý nhất của nước Pháp vào năm 2009 vì những cống hiến được xem là vô giá cứu sống hàng chục triệu người của bà, trong đó có các nghiên cứu và hành động chống lại dịch bệnh sát. Năm 2005, cúm AH5N1 đã có mặt tại nước ta, gây tử vong nhanh, người dân hoang mang. Vào thời điểm ấy, Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang là viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đã chỉ đạo nghiên cứu và ngay trong tháng 11 năm 2005, công trình nghiên cứu giải mã bộ gen virus cúm AH5N1 trên bệnh phẩm người và gia cầm được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh công bố. Đây là nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam giải mã hoàn chỉnh được bộ gen và xây dựng được bản đồ về gen của virus cúm A trên người và gia cầm với số lượng mẫu lớn. Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur hiện nay cho biết, thành công nhất của Viện Pasteur dưới thời kỳ phó giáo sư tiến sĩ Kim Tiến còn làm viện trưởng là và đã đưa tri thức kinh tế vào trong khoa học để các nghiên cứu được ứng dụng ngay vào thực tiễn trong việc chăm sóc sức khỏe công cộng. Trong những năm qua, Việt Nam đạt chuẩn quốc tế về quản lý vaccine, có các kỹ thuật ghép tạng mang tầm châu Á, kiểm soát và ngăn ngừa nhiều dịch bệnh nguy hiểm như sát, cúm AH5N1, cúm AH1N1, cúm AH1N9, cúm AH3N2, chuyển đổi vaccine năm trong một quyên va xem sang combi phai có thành phần và hiệu quả phòng bệnh tương đương nhiều công trình y tế hiện đại được khánh thành và đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến, hiện đại đã được triển khai và cứu chữa thành công hàng nghìn ca bệnh phức tạp, kiểm soát và ngăn ngừa nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Với những thông tin trên, có thể thấy rằng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là người cán bộ rất giỏi chuyên môn và việc được bổ nhiệm vào vị trí trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương lúc này không ai phù hợp hơn chị Tiến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin đối chứng. Nhớ like share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất